Trọng Thơ xin chào toàn thể quý hàng. Và ngay ngày hôm nay thì Trọng Thơ có hai lô liền kề có thể chúng ta xây dựng cho thuê kinh doanh buôn bán được ngay mà giá hiện tại vẫn 10 triệu trên mét vuông. Thì cách trục đường mà chính là đường N3B này chỉ 100 m, và đây là những điểm chờ N3B này, bệnh viện Hạnh Mỹ này, và tất cả những thế giới di động và quán ăn rất là đông đúc như cả nhà đã thấy rồi. Và kế bên là cổng công ty CP, một trong những công ty chế biến thực phẩm lớn nhất tại Việt Nam do tập đoàn Thái Lan. Và ở đây cũng đã xuất khẩu những cái mặt hàng như là thịt gà đi Nhật Bản và xuất khẩu trứng gà. Và chúng ta có thể thấy trong tất cả các siêu thị tại Việt Nam thì đã có trứng CP rồi nha cả nhà. Và chúng ta có thể thấy trước mắt Trọng Thơ là những cái xe đưa đón công nhân viên đi làm và đưa đi đón về. Công ty thì làm việc được chia làm 2 ca, từ 7 giờ sáng 7 giờ tối và 7 giờ tối 7 giờ sáng. Công nhân trong tại công ty là 4.000 công nhân. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo chân Trọng Thơ để vào thực tế vị trí đất nha. Trước mắt chúng ta là chợ N3B và chạy ra hướng này chúng ta sẽ về lại cổng chính của khu công nghiệp. Và ngay đây cũng là cổng công ty CP. Trọng Thơ sẽ chạy từ cổng công ty CP cũng từ ngã tư chợ N3B vào vị trí đất cho chúng ta cùng tham khảo xung quanh nhé. Đây ạ, xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên đi Nhật Bản. Một công ty CP tập đoàn của Thái Lan về mở ở đây. Xe đưa đón công nhân ở các huyện lân cận xuống đây làm việc. Và trục đường này là trục đường song hành như cả nhà. Và trước mắt chúng ta có thể thấy bên tay phải là bệnh viện Hạnh Mỹ đã hoạt động từ 1 tháng 6 vừa qua. Chỗ này thì đường bàn cờ chúng ta đi đường nào vào cũng được nhé. Bên tay trái chúng ta được quy hoạch cây xanh để ngăn cách giữa công nghiệp và đô thị. Và Trọng Thơ sẽ chạy qua cho chúng ta xem cái mô hình 4 dãy trọ nha. 4 dãy trọ này thì mới được xây dựng và đang trong thời điểm hoàn thành. Và ở đây thì giá thuê nhà trọ là 1 triệu rưỡi trên một phòng 16 mét vuông nha cả nhà ơi. Và mỗi lô đất với diện tích như thế này chúng ta có thể xây được 4 đến 5 phòng trọ và một kiosk để chúng ta cho thuê, và thu nhập hàng tháng dao động từ 15 cho đến 18 triệu. Đấy, trước mắt chúng ta là bệnh viện Hạnh Mỹ. Và vị trí đất mà Trọng Thơ đang muốn giới thiệu toàn thể quý hàng chúng ta chạy chút xíu nữa thôi ạ. Đường thì đã được trồng cây xanh, nhựa đã đổ, và từ đây chúng ta chạy thẳng đường bàn cờ, chúng ta chạy thẳng là quốc lộ 14 đều được nha. Vâng, và chúng ta tới rồi ạ, ngay vị trí này, và trước mắt chúng ta cũng là trục đường N3B rồi. Đường bàn cờ chúng ta có thể chạy vào đây cũng được, và chạy vào đường Trọng Thơ chạy cũng được nha. Vâng, chào tất cả mọi người. Và chúng ta đã tới cái vị trí đất mà Trọng Thơ giới thiệu rồi. Lúc nãy chúng ta đã chạy từ chợ N3B, ngay trục đường N3B chúng ta chạy vào đây. Và đường thì là đường bàn cờ cho nên chúng ta chạy đường nào cũng được. Và ngay đây là bệnh viện Hạnh Mỹ này. Trước mặt chúng ta là chợ, và đó cũng là trục chính để dẫn ra cổng khu công nghiệp. Và ngay vị trí này cách cổng khu nghiệp chỉ 350 m. Và vị trí mà Trọng Thơ muốn giới thiệu toàn thể quý hàng nằm trên trục đường này nha cả nhà. Đường thì mới được đổ nhựa, và cây xanh đã được trồng, vỉa hè đã được pho. Và lòng đường thì 8 m, vỉa hè mỗi bên 4 m, thành đường 16 m. Và hiện tại khu vực này đã có điện đường ạ. Đã có điện đường, tối thì sáng trưng rồi nha cả nhà. Điện sinh hoạt đã có ạ. Điện sinh hoạt đã có, nước sạch đã có, chúng ta mua chúng ta xây dựng được ngay. Và chúng ta có thể thấy trước mắt chúng ta là những dãy nhà trọ. 4 dãy nhà trọ đã được xây dựng xong và sẽ cho thuê vào tháng sau. Và ngay bên cạnh là công ty CP mà lúc nãy chúng ta đã chạy qua. Và chúng ta có thể thấy ngay đây đang mọc lên văn phòng trứng Bùi Thị Thu Bình. Và kế bên là quán cà phê nhà cổ, và kế bên là bệnh viện Hạnh Mỹ. Đấy, trái là 150 m, chúng ta tới quốc lộ 14, và đó cũng là cổng của khu công nghiệp. Vị trí đất nằm ngay đây mà giá hiện tại mới 10 triệu trên mét vuông. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư, tích lũy tài sản, nhân tiền trong thời gian sắp tới. Quý hàng quan tâm tới vị trí duy nhất này liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu những vị trí đẹp nhất tại Vinhomes Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.